Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa một đề luyện tập CLPT N2, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn A1, cách đọc của chữ Hán. Câu 1 này. Kono ie wa dare mo inai koto ga oi. Từ được gạch chân là chữ Nhật và chữ Trung. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao hai chữ này được học từ N5 mà người ta lại hỏi trong chương trình N2. Thật ra là những cái câu như này là những câu mà các bạn cần phải lưu ý. Người ta hoàn toàn có thể hỏi những cái chữ kanji ở các cấp dưới nhá. Nhưng mà đặc biệt đó là những cái chữ đó ấy, cái cách đọc nó sẽ tương đối là khó nhớ và đặc biệt. Các bạn sẽ dễ phạm sai lầm khi gặp những cái chữ như thế nên là đừng coi thường. Chúng ta nhìn thấy cái chữ ở đây là chữ Nhật. Chữ Nhật thì các bạn thử nhìn các đáp án này, hi này, nichi này. Cái này đọc là chữ ji và chữ ji và trường âm, đây là chữ ni và trường âm. Thì tất cả bốn cái này đều có thể là cách đọc của chữ Nhật. Tương tự chữ Trung có thể đọc là naka hay là chiu. Thì trong trường hợp từ này các bạn bắt buộc phải nhớ nó, phải biết nó. Bởi vì mặc dù Hán tự là đơn giản nhưng mà từ vựng các bạn đã được học chữ này ở trong chương trình N2, N3 rồi. Nên là chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án đúng đây là mấy đây? Là số 4 đúng không? Nichiu. Từ nichiu này có nghĩa là ban ngày. Đấy, có nghĩa là ngôi nhà này thì ban ngày hầu như không có ai ở nhà. Cái chữ nichiu này ngoài có nghĩa là ban ngày thì nó còn có nghĩa là Nihon to Chugoku, có nghĩa là Nhật Trung, Nhật Bản và Trung Quốc. Các bạn lưu ý nhá. Câu này thì bắt buộc là chúng ta phải từng gặp chúng ta mới chọn được chứ không thể có cách để loại trừ. Bởi vì có thể là những cái chữ mà đơn giản như này nó sẽ ghép với nhau, nó đọc theo kiểu âm cương và âm cương giống một là Hinaka. Nhưng mà đây các bạn thấy này, đọc là Nichiu thì rõ ràng là Nhật là Nichi, ghép với lại Trung là Chiu, cả hai đều đọc là âm gì nhỉ? Âm Onyomi với Nhật biến âm thành có âm ngắt. Đấy, các bạn lưu ý nhá, những cái câu như này rất là dễ sai. Câu số 2. Kono ke tai dewa wa nani nani shinikui. Chữ Hán là chữ thao và chữ tác. Chữ thao chúng ta biết rồi, nó đọc là so đúng không? Vậy chúng ta loại phương án 3 và 4 là show. Còn chữ tác, vấn đề là chữ tác. Chữ tác nó sẽ có hai cái đọc âm onyomi, đó là gì nhờ? Đó là thứ nhất là saku. Saku là cái cách đọc mà các bạn hay gặp ở các cấp mà dưới đã học. Ví dụ các bạn có từ sakusha chẳng hạn, tác giả đúng không? Sakubun là những cái từ đơn giản được học ở các cấp N3, N4 nhá. Còn nếu mà N2 thì chúng ta có từ gì nhỉ? Chúng ta có từ sakuse, tác thành, có nghĩa là soạn thảo văn bản chẳng hạn này. Hay là trong từ seisaku, chế tác. Một cách đọc khác nữa đó là đọc là sa. Ví dụ chúng ta có trong từ gì nhỉ? Trong từ Sagyo, tác nghiệp, làm việc. Sado, tác động, hoạt động, hay là gì đấy, hay là đô sợ, động tác. Và trong trường hợp chữ thao tác này nó đọc là sa. Như vậy chúng ta phải lựa chọn phương án số 1 là xô sợ mới chính xác. Thao tác. Cái điện thoại di động này ấy, thì khó thao tác, khó dùng. Các phương án còn lại chúng ta có câu số 2 đọc là xô xa cự như thế này thì nó có thể là chữ gì nhỉ? Có thể là chữ sư và chữ gì nhỉ? Chữ sư và chữ tác có nghĩa là tìm kiếm, hoặc có thể là sáng và tác có nghĩa là sáng tác. Số 3 nhé, chúng ta có từ nào đọc là show sợ như thế này. Show sợ như thế này thì chúng ta có chữ chiếu và chữ tra. Đấy, đối chiếu kiểm tra. Tiếp theo câu số 3. Ano hutari wa zutto nanani iru. Từ được gạch chân đây là chữ tranh. Đây chúng ta sẽ cần phải biết âm cương của nó. Hai người kia ấy thì họ làm sao? Họ ganh đua, họ tranh giành đúng không? Thì âm cương của chữ tranh sẽ là araso. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 1. Chia thể t là arasote. Ichiban. Câu này cũng khá là gây nhầm lẫn. Sẽ có bạn nghĩ là hai, đọc là kisote nhưng mà số 2 ấy. Đây. Kisote nó phải là chữ cạnh cơ chứ không phải là chữ tranh nhá. Số 3 này, tatakatte, động từ gốc là tataka là chữ chiến, có nghĩa là chiến đấu hoặc là chữ đấu cũng có thể đọc như thế. Số 4, utagatte. Utagatte chữ Hán sẽ là chữ nghi mà nghĩa là nghi ngờ, hoài nghi. Đúng đây phải là số 1. Thì chữ cạnh này của chúng ta, xin lỗi, đây là chữ tranh,
chữ tranh này của chúng ta ấy, nó sẽ có âm kunyomi là araso trong từ araso, còn âm ghép sẽ đọc là so. Ví dụ chúng ta có trong từ senso là chiến tranh này, hay là các bạn có từ kyoso đúng không, là cạnh tranh, hay là ronso luận tranh, tranh luận. Đã từng một năm người ta ra cái từ ronso này ở trong phần cách dùng từ đấy. Tiếp theo chúng ta sang câu số 4. Ryoshi ni dekiru dake nanani wo kaketaku nai. Từ được gạch chân, chữ Hán là chữ phụ và chữ đảm. Đấy. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án nào đây? Các bạn thử quan sát nhé. Chữ phụ ấy, nó sẽ có cách đọc âm kunyomi là gì nhỉ? Là thứ nhất đọc là ô đúng không? Trong từ ô có nghĩa là chịu cái gì đó. Đọc là ma trong từ makeru có nghĩa là thua, thua cuộc. Còn âm ghép nó khó ở chỗ là nó sẽ có hai cái đọc là phư và bư. Đấy. Thứ nhất nó đọc là phư trong trường hợp nào mọi người? Đọc là phư. Chúng ta sẽ có các từ nào đọc là phư nhỉ? À, chúng ta có trong trường hợp từ phư sai chẳng hạn. Phư sai là khoản nợ. Hay là trong từ di phự, tự phụ, tự mãn. Còn đọc là bư, ví dụ chúng ta có trong từ gì nhỉ? Chúng ta có trong từ shobu. Đây, chữ Hán là chữ thắng và chữ phụ, có nghĩa là thắng và thua. Tranh tài, ganh đua, đọ sức. Thì trong trường hợp này, chữ phụ của chúng ta ấy, nó sẽ được đọc là phư nhé các bạn nhé. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 2, chỉ có số 2 đọc là phư thôi, còn lại một là bư này, hai là bưm và bốn là bưng không đúng. Đây chúng ta chọn phương án số 2. À ngoài ra thì chúng ta còn có chữ cái chữ gì nữa nhỉ? Chữ đảm đúng không? Chữ đảm cũng là một chữ các bạn cần lưu ý. Chữ đảm chúng ta sẽ có âm kunyomi của nó ấy, nó sẽ là nina. Trong từ ninau. Ninau có nghĩa là càng đáng gánh vác. Ví dụ như là gánh vác đất nước đấy. Một âm nữa đó là katsu. Trong từ katsugu, động từ có nghĩa là khiêng, vác, khiêng đồ, vác đồ thì cũng dùng từ katsugu nhá. Âm ghép của nó sẽ đọc là tan, ví dụ chúng ta có từ tanin, đảm nhiệm, hay là từ tanto, đảm đương. Đấy. À, chúng ta có các phương án còn lại này. Ví dụ như là phương án số 1, butan thì không có cái từ nào quen thuộc đọc như vậy. Số 3 bunta một từ cũng quen thuộc, từ này có thể là được hỏi ở trong phần khác của N2. Hán tự sẽ là chữ phân và chữ đảm, có nghĩa là phân công công việc. Số 4 đọc là bundan. Bundan sẽ là chữ phân và chữ đoạn. Đấy, chia ra, cắt ra, phân đoạn. Chúng ta biết ở trong ngày xưa học ở phần khoa học tự nhiên có cái gọi là chưng cất phân đoạn đấy các bạn. Rồi tiếp theo câu số 5 này. Watashi ni totte sore wa Nanani Osie desu. Đối với tôi ý, đó là một cái lời dạy. Chữ Hán đây là chữ tôn đúng không? Lời dạy quý báu quý giá. Thì chữ tôn này sẽ đọc âm kunyomi là tô tôi đúng nhỉ? Tô tôi. Như vậy chúng ta chọn phương án đúng là phương án số 3. Chữ tôn nhá, nó sẽ có âm kunyomi là tô tôi. Đấy. Một âm nữa. Hay, viết như thế này này, có hai cách đọc. Một đấy là tố tôi, hai là thà tôi. Nghĩa giống nhau. Đây, ví dụ gõ nó sẽ ra. Ngoài ra còn có dùng ở dạng động từ nữa. Thô tô bự. Và thà tô bự. Các bạn có một chữ đọc giống hệt chữ tôn này, đó là chữ quý. Chữ quý cũng là tố tôi. Tà tôi, tô tô bự và tà tô bự. Các bạn lưu ý, ví dụ đánh này. Ngoài chữ tôn nó còn có chữ quý này, đấy. Đây, ví dụ đánh tà tô bự nha. Tà tô bự. Chưa? Âm ghép của chữ tôn đọc là xôn. Chúng ta có trong từ xôn kê, tôn kính, xôn trồ, tôn trọng. Tôn ghen, tôn nghiêm, vân vân. Các phương án còn lại chúng ta có câu số 1, kashikoi.
Kashikoi nó là chữ hiền, thông minh, thông thái. Kemutai, chữ yên có nghĩa là bốc khói, mù mịt. Ở Shitsukoi có nghĩa là đậm, ngấy, nhưng mà nó sẽ thường không biết ở dạng Hán tự. Chúng ta sang môn đai số 2 là môn đai nhận diện mặt chữ. Câu số 6. Nihon no jinko gensho no nani nani ni aru. Dân số của Nhật ấy thì nó ở trong cái gì đó giảm thiểu. Thì nghe này chúng ta đoán được chắc chắn là nó sẽ là ở trong cái khuynh hướng đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải chữ khuynh và chữ hướng. Câu 1 là khuynh và hành là sai. 2 là khinh và hành không đúng. 3 là khinh và hướng không phải. Đúng đây phải là 4, khuynh hướng là chính xác nhá. Đấy, khuynh hướng có nghĩa là khuynh hướng, xu hướng luôn. Thì chúng ta ôn một chút cái chữ khuynh. Chữ khuynh là một Hán tự quan trọng của N2. Âm cương của nó là katamu. Đấy, trong từ gì nhỉ? Katamu cự. Rất là nhiều nghĩa. Katamu cự có thể mang nghĩa là nghiêng. Đấy, ví dụ như là ngôi nhà bị nghiêng ấy, dùng cái này. Hoặc là gì nhỉ? Thiên lệch sang một bên. Đấy, trái tim tôi ngả về phía cô ấy cũng dùng từ katamu cự. Hay là mặt trời ngả về tây cũng dùng từ katamu cự. Tha động từ của nó là katamukeru. Còn ghép âm đọc là kê. Chữ hướng thì là chữ của N3 dễ rồi, không nói lại nhé các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu số 7. Hitori de kurashiteru sobo ga shinpai desu. Tôi lo lắng cho bà tôi đang sống một mình. Vậy thì chúng ta sẽ cần chữ mộ. Đúng nhỉ? Chữ mộ nhưng mà mang nghĩa là sống thì sẽ phải là gì đấy? Sẽ phải ở dưới là bộ Nhật. Đúng nhỉ? Như vậy chúng ta phải chọn phương án số 1 là phương án chính xác. Còn số 2 ấy, các bạn nhìn đằng sau nó có chữ gì nhỉ? Ở dưới nó có cái bộ thổ như này ấy, thì cái chữ này phải đọc là haka, là ngôi mộ. Nó là danh từ chứ không phải là động từ. Số 3 có cái chữ lực, có cái bộ lực ở dưới. Thì cái này mộ này trong từ chiêu mộ có nghĩa là chiêu mộ hoặc là tăng lên. Nếu là dạng động từ nó phải đọc là tsunoru nhá. Tsunoru. Như vậy thể t sẽ phải là tsunotte cơ. Số 4. Chúng ta thấy có bộ cân ở dưới thì đây là chữ mạc trong từ khai mạc bế mạc chứ không phải là chữ mộ. Nên đúng ở đây phải là số 1 là chính xác. Cái chữ mộ này ngoài cách đọc cura sự có nghĩa là sống giống từ xây cất chữ sự đấy thì nó còn đọc là cư trong từ cureru. Cureru, ví dụ higa cureru có nghĩa là cuối ngày đấy, lúc mặt trời đã lặn đấy. Còn ghép âm đọc là bo, ví dụ chúng ta có những từ osebo là món quà cuối năm. Tiếp theo chúng ta có câu số 8. Nyusha go ikagetsu kan no kenshu o uketa. Sau khi vào công ty ấy thì tôi đã được kenshu 1 tháng, tôi đã được đào tạo 1 tháng đúng không? Mọi người nhìn này, tất cả các chữ ở phía trước, ví dụ như là chữ nghiên hay chữ kiến đều là ken, ở đằng sau là chữ tập hay là chữ tu đều đọc là shu. Đấy. Cái câu này thì nó không hỏi kiểu như là để nhận diện mặt chữ nhìn xem có giống nhau hay không như 7, mà câu này bắt buộc là các bạn phải biết cái từ đó nó ghép bởi chữ nào và chữ nào. Thì trong trường hợp này đọc là ken shu và mang nghĩa như thế này thì chỉ có phương án số 2. Đó là chữ nghiên và chữ tu có nghĩa là đào tạo, bồi dưỡng thì là chính xác. Còn gì nhờ? Còn số 1 là gì đây? Là nghiên tập là sai. Nhưng câu số 3 thì có thể là nhiều bạn sẽ nghĩ là câu số 3 đúng cái này. Bởi vì kiến tập các bạn sẽ nghĩ sang kiểu như là ở tiếng Việt. Được kiến tập đấy. Nhưng mà không tồn tại từ này ở trong tiếng Nhật nha. Nên là câu số 3 là câu bị sai. Câu 4 là chữ kiến và chữ tu không phải. Câu số 8 là sẽ có bạn, có thể có bạn sẽ bị nhầm lẫn sang câu số 3. Câu số 9. Yasai wa yoku arate kara usuku kitte kudasai. Rau sau khi rửa sạch thì hãy cắt, hãy thái usuku. Chúng ta biết là nó chia từ tính từ usui có nghĩa là mỏng đúng không? Hãy thái mỏng, hãy cắt mỏng. Vậy thì từ nào mang nghĩa như thế? Nào số 1 này các bạn có đây là chữ tế. Cái chữ này nếu mà đọc âm cư nyomi ấy nó phải là gì? Nó phải là hosoku. Đấy. Đây, để ở dạng gốc nhá, là hồ sôi.
Hoặc một âm khác là gì nhỉ? Komakai. Chúng ta có thể nói là cắt nhỏ thì người ta dùng là komakai, như vậy sẽ phải chia là komaka cự kite kudasai chứ không phải đọc là ư sư cự như thế. Số 2 là chữ thô, cắt thô cũng có thể dùng được nhưng mà cái từ này ấy, nó đọc là arai, như vậy thì tính từ ghép vào sẽ phải là ara cự. Đây đọc là arai nhá. Số 3 này, chữ Hán này là chữ bạc. Chữ bạc này sẽ được đọc là usui và chia ở dạng bổ nghĩa với động từ kiru sẽ là usu cự, đúng rồi. Usui. Rồi cái này đúng rồi, bỏ qua này. Số 4 đây là chữ hậu có nghĩa là dày. Cái này phải là atsui đúng không? Atsui. Như vậy đúng của chúng ta ở đây sẽ phải là số 3. Cái chữ bạc này ấy, âm kunyomi của nó sẽ là usui, là tính từ. Động từ sẽ là usumaru. Đấy, usumaru này là tự động từ có nghĩa là loãng, trở nên nhạt đi. Tha động từ là usumeru là làm loãng, pha loãng, làm phai nhạt. Ngoài ra còn một số động từ của nó nữa nhưng mà được ít dùng hơn. Âm ghép của nó sẽ là haku. Trong tiếng Việt mình sẽ có từ gọi là hồng nhan bạc mệnh đấy, thì chính là cái chữ này. Ví dụ bạc mệnh nghĩa là hakume này. Đấy. Nhưng mà cái từ hakume này là ít dùng ở trong tiếng Nhật thi cử như này nhá. Nếu mà gọi là dùng nhiều ấy, sẽ là cái từ này, kihaku. Chữ Hán là chữ hi và chữ bạc. Kihaku này có nghĩa là quý hiếm, hiếm có, hi hữu. Tiếp theo câu số 10. Itsuka jibun no hon o shuppan shitai. Các bạn thấy đây là sách mà đọc shuppan chúng ta đoán ngay là sẽ là xuất bản đúng không? Xuất bản sẽ là chữ xuất và chữ bản. Số 1 là gì đây? Xuất bản, đúng rồi. Ichiban là chính xác. Số 2 là xuất và bảng, đây là chữ bảng. Đấy, ví dụ cái bảng đen ấy là kokuban ấy, không phải. Số 3 là gì nhỉ? Xuất phản, chữ đây là chữ phản trong từ con dốc Osaka. Đây, cái từ này là trong từ đây, Osaka này. Chứ không phải là chữ bản chúng ta cần tìm. Số 4, đây là chữ xuất và chữ phán. Phán là trong từ phán mại, hanbai. Đây, hanbai này có nghĩa là bán hàng nhá. Đấy, ví dụ Zido Hanbaiki là máy bán hàng tự động đấy. Đây, ví dụ số 1. À, câu số 2 đây là chữ bảng trong từ Kokuban chẳng hạn. Kokuban, bảng đen này. Đúng, đây phải là số 1. Chữ xuất ghép chữ bản, nhưng mà mọi người lưu ý này, cái chữ bản này ấy, cái cách đọc của nó cũng tương đối là nhiều đấy. Đấy, nó có thể đọc là han, đọc là ban và đọc là pam. Ví dụ trong trường hợp đọc là han chẳng hạn, chúng ta có từ bản quyền. Sẽ đọc là hanken. Hay hanken hay là bản đồ hanto. Còn đọc là bang. Đấy, ví dụ các bạn có từ kai te bang. Kai te bang là cái bản mà đã chỉnh sửa. Đấy, hay là bản tiếng Anh ego bang. Và trong trường này nó đọc là pang, shupang. Lưu ý nhá, có nhiều cách đọc nên là các bạn ghi nhớ vào. Rồi tiếp theo chúng ta sang môn đài số 3, đó là môn đài về gồ kê xê, tạo từ ghép. Câu 11 này. Asago hoàng ô thabenai no wa dai eto ni wa nanani ko ka da. Cái việc mà không ăn cơm sáng ấy, nó cái gì đó hiệu quả cho cái giảm cân. Các chữ Hán các bạn thấy đây là chữ nghịch, đây là chữ giả, đây là chữ phản và đây là chữ bất. Chúng ta đều sẽ hiểu nó mang nghĩa tiêu cực, đúng nhỉ? Ở tiếng Việt mình sẽ nói là nó phản tác dụng, đúng không? Và các bạn nghĩ vậy thì các bạn chọn số 3 là chữ phản. Đấy. Nhưng mà đây nó là chữ cô cà, là chữ hiệu quả cơ. Nên nó sẽ không ghép với chữ phản nhé các bạn nhé. Bởi vì là hai ngôn ngữ khác nhau, mặc dù là có nhiều cái trường hợp là tương đồng. Nhưng các bạn cũng biết là có rất là nhiều trường hợp mà tiếng Việt với tiếng Nhật nó không hề giống nhau hoàn toàn, đúng nhỉ? Ví dụ từ Conan là ở tiếng Việt nó khác với lại tiếng Nhật đấy. Thì tương tự ở đây chúng ta cũng không không thể nào mà 100% chúng ta lấy nguyên si ở tiếng Việt chúng ta cho sang tiếng Nhật được.
Ở đây bắt buộc chúng ta phải nhớ từ cô cờ sẽ đi với chữ Hán, đó là chữ nghịch ở phía trước, gia cự, để mang nghĩa là cái gì nhỉ, cái hiệu quả nó bị đối nghịch đấy, nó phản tác dụng. Thì đúng đây phải là số 1 nhá. Ngoài cái chữ chữ gia cự này, ngoài đi với từ cô cờ ấy, nó còn có thể đi với một số từ khác, ví dụ như là gia cự hô là cái hướng ngược lại này, hay các bạn có thể dùng cái từ là gia cư yu niu, nhập khẩu ngược. Nhập khẩu ngược là gì các bạn biết không? Đó là một nước xuất một cái thứ gì đó đi ra nước khác, sau đó cái nước khác họ chế biến cái sản phẩm thô của cái nước nhập đó, của cái nước xuất đó, và cái nước xuất đi sản phẩm thô ban đầu lại phải nhập ngược lại cái sản phẩm sau khi đã tinh chế, đã sản xuất, thì người ta dùng từ gia cư yu niu. Tiếp theo câu số 2, đây là chữ giả. Chữ giả này thông thường nó đọc là kari, mang nghĩa là tạm thời. Ví dụ chúng ta có từ đặt trước tạm thời ấy, sẽ là kari yoyaku, chưa phải là chính thức nhá. Đấy, kari yoyaku này, hay chúng ta có từ kari sayo, đấy, tuyển dụng tạm thời đúng nhỉ, tuyển dụng chưa chính thức. Số 3 là chữ phản. Chữ phản ấy thông thường nó sẽ đi kèm với một số từ, ví dụ như là han xa cai tê kỳ, phản xã hội, mang tính chống đối lại xã hội đấy. Hay là chúng ta có kiểu từ quay ngược chiều kim đồng hồ đúng không, sẽ là gì các bạn biết không? Đó là han toke mawari đấy. Chữ bất thì nói rất là nhiều lần rồi, có nghĩa là không, nó đi với lại từ khác mang nghĩa là phủ định, và có thể đọc là phư hoặc bư. Ví dụ chúng ta có từ phư kênh cô, không khỏe mạnh này đúng không, hay là phư cano, không khả năng, không thể nào, còn nó đọc là bư nhá. Ví dụ chúng ta có từ bư kio là vụng về, không khéo léo, vân vân. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu số 12. Doyobi wa chotto nishiyobi dattara tsugo datta no desu ga. Thứ bảy thì hơi hơi sao đấy này. Nếu là chủ nhật ấy thì gì đó tsugo, mọi người biết rồi, từ tsugo nó là cái sự thuận tiện đúng không? Đấy. Cái tình trạng về liên quan đến về mặt thời gian là nhiều. Chúng ta hay nói là tsugo ga ii và tsugo ga warui. Tsugo ga ii có nghĩa là thuận tiện về mặt thời gian, có thời gian, còn tsugo ga warui là không tiện về mặt thời gian. Đấy. Thì các bạn nhìn đây có thể đoán được. Bởi vì nó đọc là y thì thông thường trong bốn cái chữ này sẽ là chữ nào viết là như vậy? Nó sẽ là chữ hảo đúng không? Đây. Số 1. À, nhiều bạn sẽ bảo nó phải là chữ gì? Nó phải là chữ lương chứ. Thật ra thì đúng là chữ lương thì nó có thể viết như vậy thật, nhưng mà các bạn thử nhìn thấy đánh này. Các bạn thử nhìn đánh là y nhá. Đây. Nó có thể ra chữ cả chữ lương lẫn chữ hảo. Đấy. Và trong trường hợp là từ cố định là tsugo như này, nó lại là chữ hảo cơ, chứ không phải là chữ lương. Nên là chúng ta sẽ không lựa chọn phương án số 3. Chữ hảo này nó diễn tả cái gì nhờ? Cái tình trạng đó là tốt. Ví dụ chúng ta có từ koseki, đó là cái thành tích tốt này. Hay chúng ta có từ koinsho, là cái ấn tượng tốt, vân vân. Số 2 chúng ta có đây là chữ tối. Chữ tối này nó diễn tả nhất. Ví dụ chúng ta có từ saiyūsen là ưu tiên nhất, tối ưu tiên, hay là gì đây nhỉ? Saijuyo là quan trọng nhất. Còn chữ lương và chữ ưu ấy, thường nó ít tạo ra cái từ ghép dưới dạng ba chữ cái như thế này. Đấy, chúng ta sẽ bỏ qua số 3 với số 4 nhé. Tiếp theo câu số 13. Kanojo egao ga miryoku gì đó. Cô ấy thì cái nụ cười nó miryoku là hấp dẫn đúng không nhỉ? Đấy, sức hấp dẫn, sức cuốn hút. Thì chúng ta sẽ dùng chữ cảm, chữ tính, chữ đích hay là chữ phong. Thì ở đây chúng ta sẽ có, nếu mà người ta cho từ là từ miryoku, chúng ta phải dùng đáp án số 3 đúng không? Miryoku tê kỳ có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là mang tính. Đấy, mang tính quyến rũ, mang tính cuốn hút nhá. Chúng ta sẽ không dùng các phần còn lại. Số 1, chữ cảm này. Chữ cảm nó sẽ tạo ra cái sắc thái là tinh thần hoặc cảm giác. Ví dụ chúng ta có từ kincho cảm. Kincho cảm ấy nó có nghĩa là cái cảm giác căng thẳng. Đấy.
hay là sịch kinin cẳng, đó là cái tinh thần trách nhiệm. Số 2 là chữ tính. Chữ tính này nó diễn tả cái tính chất, ví dụ chúng ta có từ kikense, tính nguy hiểm, hay là từ antaise chẳng hạn, antc, tính ổn định. Chữ đích này cũng có nhiều từ, nó sẽ biến một cái danh từ thành tính từ, ví dụ chúng ta có từ gutaiteki mang tính cụ thể, hay là gì, hay là kihonteki mang tính cơ bản. Câu số 4, phương án số 4, đây là chữ phong. Chữ phong thì thường mang nghĩa là phong cách, đằng trước của nó sẽ thường là các từ chỉ cái thời đại hoặc là đất nước, khu vực. Ví dụ chúng ta có Nihonfu, Nihonfu là phong cách Nhật Bản, hay là gì nhỉ, Gendaifu là phong cách hiện đại. Đúng, đây phải là số 3 nhé. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, là môn đai về từ vựng. Câu số 14 này, Ano Saka senshu wa kotoshi de nani nani shite kochi ni naru so desu. Cái vận động viên bóng đá, cái cầu thủ bóng đá kia ấy, thì năm nay làm sao đó và nghe nói là sẽ trở thành coach, trở thành huấn luyện viên. Các bạn cùng xem các từ nhé. Từ đầu tiên là chữ Hán, là chữ dẫn và chữ thoái. Từ này đọc là in tay. Từ in tay này mang nghĩa là gì? Mang nghĩa là giải nghệ, lui về, đúng không? Nó dùng để diễn tả cái việc rút lui khỏi cái công việc đấy, hay là cái địa vị nào đó, và thường dùng trong lĩnh vực gì nhỉ? Dùng cho lĩnh vực thể thao, chính trị hoặc là nghệ thuật. Thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy là gì đây nhỉ? Chúng ta thấy là Saka Senshu là một cầu thủ bóng đá thuộc lĩnh vực thể thao, và người ta làm sao? Người ta giải nghệ, người ta không còn làm cầu thủ nữa, người ta trở thành huấn luyện viên, người ta đổi sang cái công việc mang tính chất đào tạo huấn luyện là hợp lý nhất, nên là chúng ta chọn được phương án số 1 là phương án chính xác. Câu số 2, cái từ này đọc là going. Going, từ going này có nghĩa là ép buộc, gia trưởng. Thông thường cái từ này nó hay dùng dưới dạng tính từ. Ví dụ các bạn có nhé, Goin Hito là một người mà gia trưởng này đấy, hay là Goin Yarikata, cái cách làm mang tính chất ép buộc, cưỡng chế, hay là có thể dùng là Goini Nani Nani. Đằng sau là động từ có nghĩa là làm về một cách cưỡng chế, một cách áp đặt, ép buộc. Không phải. Câu số 3 chúng ta có từ thoái và giữ trường. Từ này là từ Taijo. Taijo này có nghĩa là rút lui hoặc là rời trận. Đấy. Nó diễn tả gì nhỉ? Nó diễn tả cái việc mà đi ra khỏi hội trường hoặc đi ra khỏi cái nhà thi đấu, không tham gia một cái trận đấu nào đó cụ thể, chứ không phải là gì đây, cái người này giải nghệ mà dùng từ Taijo này là sai. Nên chúng ta không chọn cái câu số 3. Câu số 4, chữ Hán này là chữ cưỡng và chữ chế. Kyose. Từ Kyose này nó mang tính chất là gì đấy nhỉ? Dùng cái quyền lực hoặc là cái sức mạnh của mình mà ép buộc người ta làm gì đấy. Đấy, câu này nó không mang tính chất như vậy nên chúng ta loại nhá. Đúng, đây phải là số 1. Câu số 15 này. Noto ni nanani oita memo ga nakunatte shimatta. Các bạn thấy ở đây có cái từ memo, có nghĩa là cái mẩu ghi chú. Noto là quyển vở, đúng không? Cái mẩu ghi chú mà gì đó ở quyển vở thì đã bị mất. Thì trong tiếng Việt mình chắc chắn là mình nói là cái mẩu ghi chú mà mình kẹp, đúng không? Mình để ở trong. Vậy thì các bạn sẽ dùng cái từ nào cho phù hợp? Số 1, 2T. Nếu mà viết là 2T như này thì nó là chữ nhập. Đấy, có nghĩa là đi vào, chắc chắn là không phải rồi. Số 2 là sasaete. Sasaete nếu mà Hán tự nó sẽ là chữ chi. Động từ sasaeru này nó sẽ mang nghĩa là gì các bạn? Nó sẽ mang nghĩa là nâng đỡ, chống đỡ, đúng không? Ví dụ chúng ta có thể nói là yane này, chống đỡ cái mái nhà, dùng cái cột để chống mái nhà này, đúng không? Hay là chống đỡ cuộc sống, nâng đỡ cái cuộc sống này, kurashi này. Đấy. Hay là gì nhỉ? Hay là chống đỡ cái đòn tấn công, kogeki. Sasai rự nhá. Nhưng mà trong bối cảnh như thế này thì chúng ta không dùng cái từ số 2. Câu số 3 đọc là hasande. Hasande nhá. Thì nó sẽ là chữ hiệp, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là kẹp, chèn hoặc mang. Đấy. Ví dụ chúng ta phải nói là pani hamu hasamu. Có nghĩa là kẹp gì đây nhỉ? Kẹp cái thịt nguội vào bánh mì ấy. Hay là đua nhị yubio hasamu, đấy là bị kẹp tay vào cửa, vân vân. Thì nó phù hợp với trong trường hợp mà bối cảnh đấy là cái mẩu ghi chú và quyển vở, mẩu ghi chú mà tôi kẹp vào trong quyển vở bị mất.
là chính xác về nghĩa nhá. Đúng, đây phải là số 3. Số 4 là tamate. Nếu mà viết là tamate thì có thể có hai cách hiểu về mặt kanji. Thứ nhất, đó là chữ này, chữ lưu. Nếu mà chữ lưu này nó mang nghĩa là tích tụ, ví dụ như là có thể nói là mizu, nước này, storage, stress, hay là gomi là rác, đang tích tụ. Đấy. Còn nếu mà viết dưới dạng chữ này, viết ở dạng chữ chữ này nhá, có nghĩa là tích lũy được. Ví dụ mình có thể nói là chokin ga tamatteiru, đấy, đang tích lũy được tiền. Tiếp theo câu số 16, chúng ta cùng xem. Minami no kuni da kara atsui da ro to omotte ita ga itte mitara suzushi katta. Các bạn thấy ở phía trước người ta đang nói là gì đấy? Tôi cứ nghĩ là, đúng không? Ngữ pháp to omotte ita có nghĩa là trước đây mình nghĩ như thế, nhưng mà sau mình biết là không phải vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ là đó là một đất nước ở phương Nam, ở phía Nam, cho nên là có lẽ là nó sẽ nóng đấy. Nhưng mà khi tôi thử đi đến ấy thì làm sao, thì lại thấy nó mát trời. Vậy thì chúng ta sẽ cần tìm cái từ nào nha. Chúng ta xem, các bạn xem các từ này. Ví dụ từ đầu tiên là từ giạt tộ. Từ giạt tộ thì mang nghĩa là sơ hoặc qua loa đại khái, đúng không? Ví dụ như là giạt tộ meo thô sự, kiểu như là nghĩa qua ấy, đọc qua qua cái gì đó, dùng từ giạt tộ này. Không phải. Từ số 2 là một tộ. Một tộ có nghĩa là hơn nữa, thêm nữa. Từ này các bạn quá quen thuộc rồi, nó đi với lại những cái động từ diễn tả cái sự thay đổi ở đằng sau. Ví dụ như là một tộ samukunaru, đấy, trở nên lạnh hơn, hay là một tộ gambatte kudasai, hãy cố gắng nhiều hơn, vân vân. Wazato là cố ý, cố tình. Ví dụ như là wazato fumu, cố tình dẫm vào này, hay là wazato makeru, cố tình thua, chứ không phải là cố tình mát như này. Vậy thì đúng ở đây phải là số 4. Warito. Warito. Bình thường thì chúng ta hay thấy người ta sẽ dùng ở trong chương trình N2 ấy, đó là từ warini nhá, warini. Mà warini và warito giống nhau, nó sẽ mang tính chất là tương đối, kha khá, khá là giống cái từ Canary ấy. Đấy, chúng ta thường nói là warito yasui, khá là rẻ, hay là warito umai, đấy, khá giỏi, tương đối giỏi. Đúng đây phải là yombang, sẽ phù hợp đi với tính từ suzushi đằng sau. Tiếp theo chúng ta sang câu số 17. Câu số 17 này. Ashita no bus ryoko wa hiru gohan o jisan shite kudasai. Chuyến du lịch bằng xe khách ngày mai ấy, thì gì sang đây chính là motte kite nhá, đó là hãy mang đến, hãy mang theo. Chuyến du lịch bằng xe khách ngày mai ấy, thì hãy gì đây nhỉ, hãy mang cơm trưa đi. Người ta cho các từ, từ đầu tiên là từ kakuji. Kakuji chữ Hán là chữ các, chữ tự, có nghĩa là mỗi người. Nó sẽ giống từ sore sore hay là từ me me, nó diễn tả là gì nhỉ, à của bạn, bạn mang, đúng không, của tôi mang, của người này mang, của người kia mang. Nó sẽ thường dùng với dạng là động từ đấy. Chúng ta hay nói là gì đấy nhỉ, kakuji de về đấy, có nghĩa là gì nhỉ, mỗi người tự làm về nhá, có thể có trợ từ đế hoặc không. Thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy là nó phù hợp với bối cảnh này, đúng không? Mỗi người hãy tự mang cơm trưa của mình đi, nên là chúng ta phải lựa chọn phương án số 1 là phương án chính xác. Số 2 này là hitobito. Hitobito là mỗi người, mọi người, nó là số nhiều của từ hito. Đấy. Nó là danh từ. Chúng ta hay nói là ví dụ hitobito no iken, ý kiến của mọi người, hay là hitobito tasukeru, giúp đỡ mọi người, chứ chúng ta không nói là như thế này là sai. Câu số 3, có thể nhiều bạn sẽ nghĩ là 3 nhưng mà không phải 3. Số 3 là otagai. Tagai nó có nghĩa là lẫn nhau. Thông thường nó hay sử dụng với dạng thức đằng sau là động từ thể, động từ phức dạng đi với từ a ự ấy. Ví dụ chúng ta có thể nói là otagai ni tasuke a ự. Đấy. Đấy, ví dụ nhá, có thể nói là otagai ni tasuke a ự, có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau. Hay là otagai no ishi o soncho suru, có nghĩa là tôn trọng cái suy nghĩ lẫn nhau của nhau, chứ không phải là mang cơm trưa lẫn nhau như này là bị okashi. Nhưng cái câu này, câu số 17 này, các bạn sẽ dễ bị nhầm cái câu số 4. Câu số 4 cái từ này đọc là gì? Từ này đọc là mizukara. Mizukara. Mizukara nó sẽ nghĩa là bản thân hoặc là tự mình. Đấy, và các bạn nghĩ là phải là 4 chứ, phải là tự mình mang đi chứ.
Nhưng mà cái từ này này nó sẽ có hai cách hiểu. Một, nó bằng với lại gì bưng. Ví dụ chúng ta nói là mizukara no jibun, no no ryoku chẳng hạn. Đấy. Thì nó bằng gì bưng nhá, nó chính là gì bưng no no ryoku, có nghĩa là năng lực bản thân. Còn khi nó dùng ở dạng phó từ ấy thì phần nhiều nó bằng từ gì bưng đệ. Đấy, ví dụ như là mizukara misu wo mitomeru. Đấy. Có nghĩa là gì nhỉ? Jibun de misu wo mitomeru, tự mình nhận lỗi sai của mình. Đấy, nó mang nghĩa là gì nhỉ? Mình bản thân mình, chính mình làm cái hành động đó. Ở đây câu số 17 người ta không nhấn mạnh sắc thái là bạn hãy tự mang cái đồ đó, mà ý ở đây người ta nói là mỗi người, đúng không nhỉ? Đấy. Mỗi người chuẩn bị cho riêng mình thì nó mang sắc thái như vậy thì phải là số 1 mới hợp lý nhất nhé. Còn mizukara nó là jibun de, làm bằng cái năng lực của mình thực hiện một cái hành động nào đó chứ không phải là mỗi người như thế. Đúng nhất đây phải là số 1 mới chính xác. Tiếp theo câu số 18. Một câu về tính từ. Tate ni hito no ie ni haeru to wa. Cái việc mà gì đây? Cái việc mà vào nhà người khác một cách cá tê nhị, một cách tự tiện, tùy ý ấy, thì thật là làm sao? Các bạn có một tanomoshi. Tanomoshi, một tính từ rất quen thuộc của N2, có nghĩa là đáng tin cậy, đáng trông đợi. Thì thông thường đằng sau nó phải là những cái từ diễn tả người, ví dụ như là tanomoshi hito, người đáng tin cậy này. Tanomoshi mikata, người đồng minh đáng tin cậy. Đúng nhỉ? Không phải. Số 2. Sosokashi. Sosokashi có nghĩa là hấp tấp, vội vàng. Nó diễn tả cái việc gấp gáp cho nên là không để ý bị quên cái gì đó thì mới dùng từ này, đúng không? Không chính xác. Từ số 3 là Darashinai. Darashinai có nghĩa là lôi thôi, bừa bãi, vô trách nhiệm. Thông thường đi kèm với nó là mấy cái từ, ví dụ như Darashinai Kako là cái dáng vẻ nhếch nhác, lôi thôi. Hay là Darashinai Sekatsu, cuộc sống bừa bãi. Đấy, không chính xác nhá. Vậy thì đúng đây phải là số 4, Zuzushi. Từ Zuzushi có Hán tự. Chữ Hán sẽ là chữ đồ. Nó sẽ mang nghĩa giống với từ Atsukamashi, có nghĩa là trơ trẽn, mặt dày, không biết xấu hổ. Đấy, rất là phù hợp với nghĩa là tự tiện, tùy ý vào nhà người khác, đúng nhỉ? Vậy chúng ta câu này chúng ta phải lựa chọn phương án số 4 là phương án chính xác. Tiếp theo chúng ta sang câu số 19. Một câu về katakana. Watashi no heya wa semai no de piano wo oku nanai ni wa nai. Phòng tôi bởi vì hẹp nên là không có cái gì đó để piano. Trong tiếng Việt mình sẽ là không có chỗ, đúng không? Không có chỗ để piano, vậy thì từ nào mang nghĩa như vậy? Số 1 này, chúng ta có từ corner. Từ gốc của nó sẽ là đây, corner là góc. Đấy, chúng ta hay nói là heya no corner là góc phòng, không phải nhá. Số 2 này, space. Space từ gốc sẽ là space. Space có nghĩa là không gian. Đấy, ví dụ space ga này là không có không gian. Hoặc là space số hirogeru, nó còn mang nghĩa là vũ trụ nữa, nó giống từ uchiu cư càng ấy. Thì ở đây chúng ta lựa chọn phương án đúng phải là phương án số 2, không có cái không gian để piano, không có chỗ để piano, đúng là ni bằng. Từ số 3, limito. Đấy, từ gốc là như thế này đúng không, nó mang nghĩa là giới hạn. Ví dụ như là tham limito có nghĩa là giới hạn thời gian, limito mokeru có nghĩa là thiết lập giới hạn, không phải. Từ số 4, kanta. Kanta có nghĩa là quầy. Đấy. Hoặc là máy tính nhé, máy tính toán, vân vân. Không mang nghĩa như vậy. Kanta nó sẽ viết từ từ này ra này. Counter đúng không nhỉ? Tiếp theo, câu số 20. Câu cuối cùng ở môn đây 4. Sono mise wa ekimae ni arimasu. Akai kanban ga nanen desu. Cái cửa hàng đó ấy, nó ở trước ga. Cái biển kanban này là cái biển, bảng biển, biển hiệu, biển quảng cáo ấy. Cái biển, cái tấm biển màu đỏ nó là cái gì đó? Thì chúng ta sẽ thấy là người ta đang gì đây nhỉ? Người ta đang hướng dẫn đường đi đúng không? Đây, nó ở trước ga nhé, và có một cái tấm biển đỏ, nó là gì đấy? Nó là cái dấu hiệu, nó là cái
để chúng ta nhận ra được cái vị trí đó thì chúng ta dùng từ nào? Phương án số 1, từ này đọc là gì các bạn? Từ này đọc là Midashi. Này. Midashi có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiêu đề hoặc là mục lục. Không phải. Từ số 2 là Mihon. Từ Mihon có nghĩa là bản mẫu, giống từ Sampuru ấy, hoặc là một cái ví dụ cụ thể nhá. Không phải. Số 3, Hán tự là chữ mục và chữ ngọc. Đấy. Medama. Cái nghĩa đầu tiên của nó có nghĩa là cái cầu mắt. Đấy, cái nhãn cầu mắt của mình ấy. Cái thứ hai đó là cái việc mà bị cấp trên chỉ trích, la mắng. Và nghĩa tiếp theo đó là cái thứ người ta dùng để câu kéo sự chú ý của khách. Không phải. Đúng đây phải là số 4. Các bạn thấy có cái từ gì nhỉ? Cái từ đằng sau đây này. Đấy. Shirushi đấy đúng không? Dấu hiệu. Thì đây chúng ta phải lựa chọn phương án số 4 nhá. Mejirushi. Nó sẽ biến âm cái shirushi thành jirushi bởi vì có chữ mục đứng trước. Nó có nghĩa là dấu hiệu, cái mục tiêu, cái để nhận biết một cái gì đó. Đúng đây phải là Yomba. Rồi chúng ta sang môn đai số 5, môn đai từ đồng nghĩa. Câu số 21. Kanojo wa itsumo ugoki ga nibui. Cô ấy lúc nào cái động tác nó cũng nibui. Nếu mà viết là nibui bằng chữ Hán là chữ độ này nó sẽ mang nghĩa là gì mọi người? Nó mang nghĩa là chậm chạp đúng không? Thì chúng ta phải lựa chọn phương án đúng là một, osoi, chứ không phải là ayashi là kỳ quái, hayai là nhanh hay là utsukushi là đẹp đúng nhở? Cái từ này là từ nibui có rất nhiều nghĩa. Ví dụ đi với động tác ấy thì sẽ là chậm chạp này, đi với ánh sáng hikari sẽ là ánh sáng lờ mờ đúng nhở? Đi với lại cơn đau nibui itami sẽ là cái cơn đau âm ỉ. Có thể dùng với lại con dao thì sẽ là con dao cồn vân vân. Câu số 22. Kono report wa kyou jū ni shiagete kudasai. Nếu mà viết ở dạng Hán tự ấy thì cái từ shiagete đây, shiagete nó sẽ như thế này. Nó là hoàn thành, hoàn tất. Cái báo cáo này thì hãy hoàn thành, hãy hoàn tất ở trong hôm nay. Vậy từ nào đồng nghĩa? Số 1 okutte là gửi, số 2 là kakunin shite là xác nhận, số 3 là owarasete là làm cho nó kết thúc, và số 4 là shuse shite là sửa. Đúng nhất đây phải là sam bằng, là chính xác đúng nhỉ? Hoàn tất sẽ là làm cho nó kết thúc nhá, làm cho nó xong. Câu số 23. Kare wa chikoku ga oi no de sai sam chushita ga mada naoranai. Anh ta thì nhiều khi đi muộn nên là tôi đã chú ý rất là nhiều lần. Từ sai san này có nghĩa là nhiều lần. Thế nhưng mà anh ta vẫn không sửa được, anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Chúng ta cùng xem này, một này tokidoki là thỉnh thoảng đôi khi, không phải itsumo là luôn luôn. Nhiều bạn sẽ nghĩ là tôi nhắc nhiều lần thì có nghĩa là bằng luôn luôn, nhưng mà không phải. Cái nhiều lần nó diễn tả gì đấy nhỉ? Nó diễn tả cái số lần là nhiều hay ít, chứ không phải là cái tần suất luôn luôn hay là thỉnh thoảng, nên là một hai là không chính xác. Lại có bạn là nhìn thấy chữ 3, chữ tam này các bạn sẽ nghĩ là chắc là 2 3 lần, 3 4 lần thì dùng là nang cay cả một vài lần, nhưng không phải nhá. Sai san ấy nó là nandomo, từ đồng nghĩa nhiều lần. Tiếp theo câu số 24. Sora ga batto akaruku natta. Bầu trời ấy thì nó trở nên tối sầm. Chúng ta phải biết được cái từ batto này mang nghĩa là gì. Nó mang nghĩa là đột ngột, đột nhiên, bỗng. Đấy, nó bỗng tối sầm lại. Thì từ nào đồng nghĩa này? Số 1, koshi là một chút, một ít, không phải. Dan dan, dần dần, từ từ. Số 3 là totsuzen là đột nhiên, đột ngột. Và số 4 là banai saki. Đúng đây phải là số 3, totsuzen. Câu số 25. Kino kara ane ga nanda ka soa soa shiteru. Một từ láy người ta hỏi các bạn. Từ soa soa có nghĩa là bồn chồn, thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Đấy, thì cái nào đồng nghĩa nhá? Một này, ochitsuiteru là bình tĩnh, điềm tĩnh, này trái ngược rồi. Số 2 là ochitsuki ga nai là không có cái sự điềm tĩnh. Đúng rồi. Sốt ruột đấy. Số 3 là jishin omotte iru là tự tin, và số 4 là jishin ga nai là không tự tin. Bồn chồn thấp thỏm này không đồng nghĩa với lại có tự tin hay không, nó phải liên quan đến sự bình tĩnh, điềm tĩnh hay không, nên là phải là 2 mới chính xác. Chúng ta sang câu số môn đai số 6 là môn đai cách dùng từ. Một môn đai mà nhiều điểm, một câu 2 điểm. Và nhiều bạn sẽ rất là sợ môn đai này. Câu số 26 này, chữ Hán của chúng ta đây là chữ gì các bạn? Đây là chữ dự và chữ phòng đúng không? Đọc là yobo. Yobo này là dự phòng, đề phòng, thông thường ấy
Nó dùng với bối cảnh đó là thảm họa, ví dụ như là hỏa hoạn hoặc là bệnh tật. Đấy, dự phòng, đề phòng, phòng ngừa bệnh tật và thảm họa xảy ra thì nó sẽ dùng nhá. Chúng ta cùng xem này. Câu 1 này. Tenki wa konya kara wa ruku naru to iu yobo da. Cái dự phòng đó là thời tiết ấy, từ đêm nay sẽ trở nên xấu, cái này phải dùng từ dự báo đúng không nhỉ? Nhưng còn thời tiết phải là yoho. Câu số 2. Saishu teki ni ikura kakaru ka yobo ga tsukanai. Cuối cùng ấy thì sẽ mất, sẽ tốn bao nhiêu thì tôi không có dự phòng được. Cái này chúng ta cũng không dùng cái này. Cái này sẽ là dự đoán. Yosoku. Câu số 3. À, các bạn nhìn này, câu số 3 chúng ta thấy có là Jishin ya tsunami ni tai suru yobo wa mada fujibun da. Các bạn thấy là có gì nhỉ? Có động đất và có sóng thần, các bạn sẽ nghĩ nó là thuộc cái dạng thảm họa, các bạn sẽ dùng số 3 đúng không? Nhưng người ta lại không dùng, là người ta không dùng ở dạng là n ni tai suru yobo như này nhá. Và bối cảnh cũng không hợp lý lắm nên là chúng ta không lựa chọn phương án số 3. Câu này chúng ta phải dùng chữ nào các bạn biết không? Để dưới dạng dùng ni tai suru như này ấy, chúng ta phải dùng từ bobi, cái việc phòng bị đấy, hoặc là cái đối sách, cái biện pháp tai xa cự thì chúng ta mới dùng được với cái dạng thức ni tai suru như này. Đúng, đây phải là số 4. Influenza no yobo no tame chiu sáo uta. Đấy, các bạn thấy bối cảnh đây là influenza, là cúm ấy này, để dự phòng, để đề phòng cúm ấy thì tôi đã tiêm. Câu số 27. Đây là từ mezasu. Đấy, mezasu nó ghép bởi chữ mục là mắt và sa sự là chỉ. Ghép vào với nhau biến âm thành ra sự. Chỉ mắt về phía đó, đúng nhỉ? Có nghĩa là nhắm tới, hướng tới cái đó. Thông thường phía trước nó sẽ là những cái từ chỉ cái điều mà người ta hướng tới. Ví dụ, một cái tekichi hướng tới, nhắm tới mục tiêu. Đấy. Khi leo núi thì chúng ta sẽ chăm chăm hướng tới Sancho đúng không? Sơn đỉnh, đỉnh núi này. Đấy. Hướng tới biển này. Hay là hướng tới, có thể là không phải là địa điểm mà sẽ là những cái mang tính trừu tượng nhá. Hướng tới, nhắm tới việc hoàn thành này, kanse. Hoặc là hướng tới thành công, seiko vân vân. Nó là những từ mà đi kèm với từ mezasu, chúng ta cùng xem. Câu số 1. Sensei wa Yamamoto-san no name o yonde mezashita. Giáo viên ấy đã gọi tên của Yamamoto và hướng tới, không phải đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ gì mọi người biết không? Và chỉ bạn đó đúng nhỉ? Phải dùng từ shimeshita. Xin lỗi. Shimeshita đây. Đấy, chỉ bạn đó. Chữ Hán là chữ chỉ, chữ danh, có nghĩa là gì nhỉ? Chỉ bạn đó, kêu bạn đó, gọi bạn đó trả lời câu hỏi ấy. Đấy, hoặc là đọc bài vân vân, phải dùng chữ chỉ, chữ danh mới đúng nhá. Câu số 2 này. Chim zen ga yusho mezashite mainichi renshu. Tất cả các thành viên ở trong team ấy đều đang luyện tập và hướng tới, nhắm tới việc chiến thắng vô địch. Đúng rồi. Hinto đây là từ yusho, nó gần giống từ kanse là seiko đúng không? Một mục tiêu, nên là chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án số 2. Tiếp theo câu số 3. Okanemochi o mezashite itsumo takarakuji o katteru. Nhắm tới việc, nhắm tới người giàu và tôi luôn luôn mua gì nhỉ? Mua xổ số, có phải thế không? Cái này chúng ta chỉ nói đơn giản là tôi muốn trở thành người giàu thôi. Okanemochi ni naritai kara, chứ chúng ta không dùng từ mezasu với bối cảnh đằng trước là một từ chỉ người như này nhá. Câu số 4 này. Saifu o hirotte kureta hito o mezashite ore o ita. Tôi đã nói lời cảm ơn, nhắm tới người mà đã nhặt cái ví của tôi. Cái này phải là gì đấy? Dành cho, dùng đơn giản là dùng ni, hoặc nếu mà phức tạp hơn chút dùng nitaishite, chứ không phải là dùng mezashite. Câu số 28. Hán tự là chữ gì các bạn nhỉ? Hán tự đây là chữ tiêu đúng không? Tiêu trong từ tiêu chuẩn Hyojun, là chữ thức trong từ Isiki, ý thức ấy. Từ này đọc là Hyoshiki. Hyoshiki này nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là dấu hiệu hoặc là biển báo. Thông thường người ta sẽ dùng với cái trường hợp như nào nhỉ?
Đấy. Chúng ta sẽ gần như là nó có một cái đặc biệt đấy, một cái cụm đặc biệt đấy là Kotsu Hiyoshiki. Biển báo giao thông. Đấy, là những cái thứ mà được thiết lập để làm gì đây? Để làm cái dấu hiệu nhận biết cho người khác. Chúng ta cùng xem này, câu số 1 này. Arite ruto tsukodome no hiyoshiki ga tatte ita. Tôi đang đi bộ thì thấy có một cái biển báo cấm cấm đi, đúng không nhỉ? Nó dựng ở đấy, nó được dựng ở đấy. Đúng rồi. Chúng ta lựa chọn phương án số 1 nhé các bạn nhé. Với nghĩa là biển báo cấm. Tsukodome là cấm đi. Câu số 2. Kore wa kokoseo hiyoshiki toshite kaita hon de aru. Đây là cuốn sách viết lấy những cái sinh viên, à lấy những cái học sinh cao trung, học sinh cấp 3 làm biển báo. Không phải đúng không? Làm gì? Làm đối tượng. Phải dùng từ taisho. Hoặc có thể dùng là làm tiêu chuẩn hiệu dương cũng được. Hiệu dương. Câu số 3 này. Shacho wa kotoshi no uriage ga hiệu dương ni tatsuru to ita. Giám đốc đã nói là cái doanh thu năm nay sẽ đạt. Phải là sẽ đạt gì? Sẽ đạt mục tiêu. Mục cư hiệu. Câu 4. Kare wa jinko kokyu de hiyoshiki o kaifuku shita so da. Anh ta nghe nói là đã hồi phục cái biển báo nhờ hô hấp nhân tạo này, phải là hồi phục ý thức. Này chúng ta dùng từ isiki nhá. Rồi chúng ta sang câu số 29. Câu 29 là một tính từ. Các bạn thấy tính từ này là chữ minh đúng không? Akiraka. Akiraka có nghĩa là rõ ràng. Đấy. Nó dùng thứ nhất, người ta hay dùng dưới dạng thức là N này. O. Akiraka ni suru. Làm rõ N. Ví dụ N ở đây chúng ta có thể dùng một từ, ví dụ như là từ ronten, làm rõ cái luận điểm chẳng hạn. Thì chúng ta dùng. Cái cách dùng thứ hai ấy. Đấy. Đó là người ta dùng nó dưới dạng giống như một phó từ ấy. Ví dụ thất bại, đúng nhỉ? Rõ ràng là trách nhiệm của bạn. Đấy, thì người ta cũng dùng cái từ akiraka như vậy. Chúng ta có thể nói là shippai wa đấy, akiraka ni anata no sekinin da. Đấy. Nó sẽ mang sắc thái là rõ ràng như vậy nhá. Câu số 1 này. Hidoi taifu ga sugite Higashi no sora ga dandan akiraka ni natte kita. Khi mà cơn bão khủng khiếp nó đi qua ấy, thì bầu trời phía đông nó dần dần trở nên rõ ràng. Chúng ta không dùng cho cảnh vật ánh sáng mà dùng từ này. Cái này các bạn phải dùng từ akarui. Akaruku. Mới chính xác. Câu số 2. Sono kotsuji ko no genyu wa akiraka ni unten shu no fuchi ni aru. Cái nguyên nhân của tai nạn giao thông đấy ấy, rõ ràng nằm ở cái sự bất cẩn của người lái xe. Đúng rồi, nó giống như cái cấu trúc ở phần ví dụ đúng không? Đúng, đây phải là số 2. Đây các bạn thấy nó rất là giống cái câu mà cái thất bại là trách nhiệm của, rõ ràng là trách nhiệm của cậu. Đấy, nó giống nha. Chúng ta lựa chọn phương án 2. Câu 3 này. Sensei wa akiraka na hyojo de mina ni ohayo to itta. Thầy cô ấy đã nói chào buổi sáng với tất cả mọi người bằng một cái biểu cảm rất là rõ ràng. Cái này bằng một biểu cảm tươi sáng rạng rỡ đúng không? Phải dùng từ akarui. Hoặc một từ khó hơn, một từ thuộc phạm trù N2, N1 là hareyaka. Thì mới đúng. Câu 4 này. Kare wa dare ni taishite mo akiraka ni hanashi kakeru no de sukarare teiru. Cậu anh ấy dù với bất kỳ ai anh ta đều bắt chuyện một cách rõ ràng nên là được yêu thích. Cái này anh ta phải bắt chuyện một cách gì đây, một cách vui vẻ đúng không? Akaruku. Rồi câu tiếp theo, câu số 30, câu cuối cùng này. Một phó từ nhá. Người ta cho các bạn từ đọc là imani. Đấy, mấy cái từ thuộc họ ima rất là mệt mỏi ấy, đúng nhỉ? Imani, imaya, imanimo. Đấy.
imasara vân vân. Thì từ imani nó có nghĩa là chẳng mấy chốc hoặc là sẽ sớm làm sao đó, nó đi với thì tương lai. Nó giống như là từ sonoichi hoặc là từ izure ấy, có nghĩa là trong một thời gian sắp tới, thường nó sẽ không lâu, sẽ diễn ra một cái sự việc gì đấy. Thì chúng ta sẽ thử xem từ nào mang nghĩa như vậy này. Câu 1 này, imani kare ga ayamari ni kitemo zettai yurusenai. Câu này sai đúng không? Cho dù anh ta đến xin lỗi đấy, nhưng mà tuyệt đối tôi không tha thứ. Câu này phải là đến giờ này, đến giờ phút này chúng ta phải dùng từ imasara. Imasara này, imagoro này, hoặc là imaninatte. Mấy cái từ này nó rất là hay đi kèm với ngữ pháp temo và đằng sau diễn tả một sự việc là quá muộn nhá. Đến giờ phút này dù có đến xin lỗi, dù anh ta đến xin lỗi thì tôi cũng không, tuyệt đối tôi không tha thứ đâu. Các bạn phải dùng cái này. Câu số 2. Imani chodo Tokyo eki ni tsuita tokoro desu. Đi với lại tà tokoro chúng ta phải dùng từ gì đây? Chúng ta phải dùng từ ima hoặc là tataima mới đúng. Đấy, tôi vừa mới đến ga Tokyo. Câu số 3 này. Konna shokusekatsu o tsuzukete itara ima ni byouki ni naru yo. Nếu mà tiếp tục cái cuộc sống ăn uống như thế này, cuộc sống sinh hoạt như thế này, kiểu như toàn ăn mì tôm rồi thì ăn uống vớ vẩn linh tinh, ăn đồ ngọt, đồ béo thì chẳng mấy chốc là sẽ bị bệnh. Đúng rồi. Chúng ta thấy đằng sau người ta dùng thẻ gì nhỉ? Thẻ tương lai diễn tả một điều sẽ sớm xảy ra nếu như duy trì cái phía trước. Đúng, đây phải là số 3. Câu số 4 này. Ashita kanojo ni aeru to wakatte itemo ima ni aitai. Cho dù biết là ngày mai có thể gặp lại cô ấy, nhưng mà chẳng mấy chốc tôi muốn gặp. Cái này không đúng đúng không? Imasugu. Tôi muốn gặp ngay bây giờ thì mới đúng nhá. Nên là chính xác nhất ở câu số 30 phải là 3. Thì đó là cái phần chữ đề tham khảo hôm nay của chúng ta. Kết thúc ở đây. Các bạn hãy xem thật kỹ cũng như là ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Và nếu các bạn cảm thấy cái việc học một mình khó thì các bạn có thể liên hệ với Sensei để tham gia các lớp học trực tuyến Zoom. Ở đó chúng ta sẽ cùng nhau học, tương tác, học kiến thức cũng như là giải đề GPT. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn.